về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Cô chào tất cả các con. Cô rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng chúng mình trong những bài giảng ở chương trình Toán lớp 1. Trong tiết học trước, cô trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu, so sánh nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau bằng việc nối các cặp vật tương ứng. Trong tiết học này, chúng mình sẽ cùng nhau tiếp tục học về phần so sánh và với cách so sánh khác nhé. Cô và các con cùng nhau khám phá bài 4, so sánh số, lớn hơn, dấu lớn, tiết 1. Trước khi vào tiết học, con hãy chuẩn bị cho mình sách giáo khoa, vở và bút nhé. Cô mời các con cùng quan sát lên màn hình. Cô đố các con biết, trên màn hình cô có con vật nào? À đúng rồi, đó là những con vịt rất đáng yêu. Số vịt của cô được chia thành hai nhóm. Các con hãy quan sát và cho cô biết nhóm nào có số lượng vịt nhiều hơn. Để biết nhóm nào có số lượng vịt nhiều hơn, các con có thể dùng cách nối các cặp tương ứng. Mỗi một con vịt phía bên nhóm thứ nhất sẽ nối với một con vịt phía bên nhóm thứ hai. Thế nhưng vẫn còn một cách khác các con ạ. Đó là chúng mình hãy đếm xem ở nhóm thứ nhất thì có bao nhiêu con vịt. Đúng rồi, nhóm thứ nhất có 1, 2, 3, 4 con vịt. Các con viết số 4. Còn nhóm thứ hai thì có bao nhiêu con vịt nhỉ? 1, 2, 3. Nhóm thứ hai có 3 con vịt. Chúng mình thấy 4 lớn hơn 3. Nên số lượng vịt ở nhóm thứ nhất sẽ nhiều hơn số lượng vịt ở nhóm thứ hai đấy. Cô nói 4 lớn hơn 3 và cô biểu thị nó bằng dấu lớn hơn, giống như trên màn hình. Bây giờ cô sẽ có thêm một ví dụ nữa cho các con nhé. Con quan sát và cho cô biết trên màn hình cô có quả gì nào? Đúng rồi, trên màn hình cô có những quả dưa hấu và cô cũng chia những quả dưa hấu này thành hai nhóm. Các con hãy cho cô biết số lượng quả dưa hấu ở nhóm nào nhiều hơn. Để biết được số lượng quả dưa hấu ở nhóm nào nhiều hơn, ngoài cách nối các cặp dưa hấu tương ứng, chúng mình còn có cách khác là cách đếm nhé. Các con đếm xem nhóm thứ nhất có bao nhiêu quả dưa hấu. 1, 2, 3, 4, 5 quả dưa hấu ở nhóm 1. Thế còn nhóm 2 thì sao nhỉ? 1, 2, 3, 4 quả dưa hấu ở nhóm 2. Chúng mình thấy 5 như thế nào với 4? Chính xác, 5 lớn hơn 4, nên số lượng quả dưa hấu ở nhóm thứ nhất sẽ nhiều hơn số lượng quả dưa hấu ở nhóm thứ hai đấy. Và cô biểu thị bằng dấu lớn hơn, giống như trên màn hình. 5 lớn hơn 4. Như vậy, qua phần khám phá vừa rồi, chúng mình được tìm hiểu thêm một cách về so sánh số lượng của các vật, đó là đếm số lượng của các vật rồi so sánh, đúng không nào? Chúng mình cũng được làm quen với dấu lớn hơn nữa. Để giúp các con viết được tốt dấu lớn hơn và làm thật tốt các bài tập so sánh, cô trò chúng mình cùng nhau vào phần luyện tập nhé. Các con quan sát lên màn hình. Bài tập 1, trang 24, sách giáo khoa. Tập viết dấu. Trên màn hình của cô đang là dấu lớn hơn. Để viết được dấu lớn hơn, cô mời các con quan sát và lắng nghe cô hướng dẫn nhé. Các con sẽ chuẩn bị cho cô một quyển vở ô ly và một chiếc bút. Dấu lớn hơn được viết bằng 2 nét, có độ cao bằng 2 ô ly, độ rộng bằng 1 ô ly rưỡi. Các con đặt bút ở đường kẻ 3, viết một nét xiên phải. Đến đường kẻ 2, các con viết một nét xiên trái. Dừng bút ở đường kẻ 1. Như vậy là cô đã được dấu lớn hơn rồi đấy. Rất là dễ phải không nào? Các con hãy bấm nút dừng màn hình và thực hiện viết dấu lớn hơn vào trong vở hoặc bảng của mình nhé. Bây giờ cô trò chúng mình cùng nhau chuyển sang bài tập tiếp theo. Bài 2, trang 24, sách giáo khoa. Tìm số thích hợp. Ở bài tập này,
Cô có rất nhiều những chiếc xe và trên những chiếc xe này có các phép so sánh lớn hơn. Tuy nhiên, có một ô sẽ chứa dấu hỏi chấm. Các con sẽ chọn số thích hợp vào ô có dấu hỏi chấm để được phép so sánh đúng nhé. Các con đã hiểu yêu cầu của bài chưa nào? Rồi, bây giờ chúng mình hãy cùng quan sát lên màn hình và chữa bài với cô nhé. Hỏi chấm lớn hơn 3. Số nào lớn hơn 3 nhỉ? Số 2 lớn hơn 3 hay số 4 lớn hơn 3? À đúng rồi, đáp án đúng ở đây phải là 4. 4 lớn hơn 3. Các con có thể dùng thước kẻ để nối ô có dấu hỏi chấm với số thích hợp nhé. Chiếc ô tô tiếp theo có phép so sánh hỏi chấm lớn hơn 1. Con chọn số 0 hay số 5 nhỉ? Chính xác, số cần điền ở đây sẽ là số 5. 5 lớn hơn 1. Phép so sánh tiếp theo, hỏi chấm lớn hơn 7. Các con chọn số 8 hay số 6 nhỉ? Đúng rồi, số lớn hơn 7 ở đây phải là số 8. Các con sẽ lấy thước để nối số 8 với ô có dấu hỏi chấm nhé. 8 lớn hơn 7. Như vậy, qua bài tập 2 vừa rồi, chúng mình được cùng nhau thực hiện làm phép so sánh với dấu lớn hơn. Bây giờ, cô trò chúng mình cùng nhau chuyển sang bài tập tiếp theo nhé. Bài 3, trang 25, sách giáo khoa, so sánh. Các con quan sát lên màn hình. Trên màn hình là hình ảnh của những con kiến và cô cũng chia những con kiến này thành hai nhóm đấy. Nhiệm vụ của các con là hãy đếm số lượng kiến ở mỗi nhóm, viết chúng dưới những ô có dấu hỏi chấm và sau đó thực hiện điền dấu thích hợp vào ô tròn này nhé. Các con đã rõ yêu cầu của bài tập chưa nào? Chúng mình có thể bấm nút dừng màn hình và thực hiện làm bài tập 3 của mình vào trong sách. Chúng mình đã làm xong chưa nhỉ? Các con cùng quan sát lên màn hình và chữa bài với cô nhé. Ở nhóm đầu tiên, các con đếm được có bao nhiêu con kiến nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5 con kiến. Các con viết số 5 vào ô hỏi chấm. Nhóm thứ 2 có bao nhiêu con kiến? À, nhóm thứ 2 chỉ có 1, 2 con kiến thôi. Các con viết số 2 vào ô hỏi chấm. 5 như thế nào với 2 nhỉ? Chính xác. 5 lớn hơn 2 và các con viết dấu lớn hơn vào ô trống tròn này nhé. Vậy là chúng ta đã được phép so sánh đúng, tương ứng với bức hình rồi đấy. Bây giờ chúng mình cùng quan sát tiếp. Bức hình tiếp theo, các con hãy làm thật nhanh phép so sánh tương ứng với bức hình này nào. À, ở nhóm thứ nhất các con đếm được 2 cây. Ở nhóm thứ hai các con đếm được 1 cây. 2 như thế nào với 1 nhỉ? Đúng rồi, 2 lớn hơn 1. Các con sẽ viết dấu lớn hơn vào ô tròn. Như vậy, các con lưu ý để thực hiện được phép so sánh đúng. Bước 1, các con sẽ phải đếm số lượng vật ở các nhóm. Sau đó, bước 2, chúng mình mới thực hiện điền dấu nhé. Các con quan sát tiếp. Chúng mình đếm xem mỗi nhóm có bao nhiêu con vật nhỉ? À, nhóm thứ nhất các con đếm được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con. Vậy các con viết số 7 xuống phía dưới. Nhóm thứ hai thì có 1, 2 con. Các con viết số 2 xuống phía dưới. 7 như thế nào với 2 nhỉ? Chính xác, 7 lớn hơn 2 và các con viết dấu lớn hơn vào ô tròn nhé. Chúng mình cùng đến với bức hình tiếp theo. Ở bức hình này, chúng mình thấy có những con vật rất đáng yêu. Nhóm thứ nhất là những con khỉ. Các con đếm được bao nhiêu con khỉ nào? 1, 2, 3, 4, 5. 5 con khỉ. Các con viết số 5 xuống phía dưới. Nhóm thứ hai. À, nhóm thứ hai là một con hươu cao cổ.
và các con viết số 1 xuống phía dưới. 5 như thế nào với 1 nhỉ? Đúng rồi, 5 lớn hơn 1 nên các con viết số lớn hơn nhé. Như vậy, qua bài tập 2 vừa rồi, cô trò chúng mình đã cùng nhau thực hiện đếm và làm các phép so sánh lớn hơn. Bây giờ, chúng ta cùng nhau chuyển sang bài tập 4. Bài 4, trang 25, sách giáo khoa. Đường Mai về nhà qua các ô có số lớn hơn 4. Tìm đường Mai về nhà. Còn quan sát trên màn hình này, đây chính là bạn Mai và bạn Mai đang đứng ở trường học của mình. Nhà của bạn ấy thì ở vị trí này. Tuy nhiên, để tìm được đường về nhà thì bạn ấy sẽ phải qua các ô số lớn hơn 4. Con hãy giúp bạn Mai tìm đường về nhà nhé. Ô nào lớn hơn 4, con có thể dùng thước và nối những ô đó lại với nhau, tạo thành một con đường dẫn đường về nhà. Chúng mình có thể bấm nút dừng màn hình và thực hành làm bài tập 4 nhé. Các con đã làm xong chưa nhỉ? Bây giờ, chúng mình cùng quan sát lên màn hình và cùng nhau chữa bài nào. Các con ghi nhớ đường Mai về nhà phải qua các ô có số lớn hơn 4. Vậy thì điểm bắt đầu của bạn Mai sẽ là ở đây, và ô lớn hơn 4 chính là ô số 5. Từ ô số 5, bạn Mai có hai con đường về nhà là ô số 6 và ô số 2. Vậy bạn Mai sẽ đi lên ô số nào nhỉ? Đúng rồi, bạn Mai sẽ phải đi lên ô số 6. Từ ô số 6, bạn Mai cũng có hai con đường về nhà là ô số 7 và ô số 3. Vậy thì bạn Mai sẽ đi ô số mấy? Bạn Mai sẽ đi qua ô số lớn hơn 4, chính là ô số 7. Nếu bạn nào đi vào ô số 3 là chưa đúng đâu nhé. Bởi vì 3 bé hơn 4 đấy. Từ ô số 7, bạn ấy cũng có hai con đường. Và chúng mình sẽ chọn đường có ô số 5. Tiếp theo là ô số 8. Từ ô số 8, bạn ấy sẽ đi lên ô số 9 hay đi sang ô số 0 nhỉ? Chính xác, bạn ấy phải đi lên ô số 9 bởi vì 9 lớn hơn 4. Từ ô số 9, bạn ấy sẽ đi sang ô số 10, đi lên ô số 8. Và từ ô số 8, bạn ấy sẽ đi lên ô số 2 hay ô số 7 nhỉ? Chính xác, bạn ấy sẽ phải qua ô số 7 nhé. Và từ ô số 7, bạn ấy sẽ lên ô số 6. Ồ, vậy là bạn ấy đã tìm được đường về nhà của mình rồi đấy. Chúc mừng các con đã giúp bạn Mai tìm được đường về nhà. Qua bài học ngày hôm nay, chúng mình được cùng nhau tìm hiểu về phép so sánh lớn hơn bằng cách đếm số lượng các vật và cũng thực hành viết dấu lớn hơn. Về nhà, các con sẽ làm thêm các bài tập trong vở bài tập toán của mình nhé. Tiết học của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con trong những tiết học sau. Cô chào tất cả các con. Cô rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng chúng mình trong những bài giảng ở chương trình Toán lớp 1. Tiết học trước, chúng ta đã được cùng nhau tìm hiểu về phép so sánh lớn hơn, dấu lớn hơn. Tiết học hôm nay, chúng mình cũng sẽ cùng nhau tìm hiểu về một phép so sánh, đó là phép so sánh bé hơn với dấu bé hơn. Bài 4. So sánh số bé hơn, dấu bé hơn, tiết 2. Trước khi vào tiết học, con hãy chuẩn bị cho mình sách giáo khoa, vở và bút nhé. Bây giờ, các con hãy quan sát lên màn hình. Cô đố các con biết, trên màn hình cô có gì nào? Trên màn hình cô có những chú chim rất đáng yêu và có hai nhóm. Các con hãy đếm xem mỗi nhóm có bao nhiêu con chim nhé. Nhóm thứ nhất có 1, 2 con chim. Nhóm thứ hai có 1, 2, 3 con chim. Vậy cô đố các con này. Nhóm nào có số chim ít hơn? Nhóm có số chim ít hơn ở đây sẽ là nhóm 1. Chúng mình thấy 2 bé hơn 3.
nên nhóm thứ nhất sẽ có số lượng chim ít hơn nhóm thứ hai. Và cô viết 2 bé hơn 3 bằng dấu bé hơn, giống như trên màn hình. Cô có thêm một ví dụ nữa dành cho các con. Con quan sát và cho cô biết nhóm nào có số lượng kiến nhiều hơn, nhóm nào có số lượng kiến ít hơn. Để biết được số lượng kiến ở nhóm nào nhiều hơn hay ít hơn, chúng ta sẽ phải đếm số lượng kiến ở mỗi nhóm nhé. Ở nhóm thứ nhất, các con đếm được bao nhiêu con kiến? 1, 2, 3, 4, 5, 6 con kiến ở nhóm thứ nhất. Còn nhóm thứ hai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có 8 con kiến ở nhóm thứ hai. Vậy là số kiến ở nhóm thứ nhất đang ít hơn số kiến ở nhóm thứ hai, hay số kiến ở nhóm thứ hai nhiều hơn số kiến ở nhóm thứ nhất, đúng không nào? 6 bé hơn 8 và cô viết bé hơn bằng dấu như trên màn hình đấy. Chúng mình gọi đây là dấu bé hơn nhé. Qua phần khám phá vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau học cách so sánh bé hơn bằng cách đếm số lượng các vật và làm quen với dấu bé hơn. Để giúp các con ghi nhớ hơn kiến thức phần này, chúng ta cùng nhau vào phần luyện tập nhé. Bài tập 1, trang 26, sách giáo khoa. Tập viết dấu. Ở bài tập này, cô sẽ hướng dẫn các con tập viết dấu bé hơn. Chúng mình hãy chuẩn bị cho cô vở và bút nhé. Dấu bé hơn cũng giống như là dấu lớn hơn đấy, nhưng nó lại ngược chiều nhau đấy các con ạ. Chúng mình quan sát này. Dấu bé hơn được viết bằng hai nét, có độ cao 2 ô ly, độ rộng 1 ô ly rưỡi. Các con đặt bút trên đường kẻ 3 giống như chấm màu đen trên màn hình. Viết một nét xiên trái. Đến đường kẻ 2, các con đưa bút viết nét xiên phải. Dừng bút ở đường kẻ 1. Như vậy là chúng ta được dấu bé hơn rồi đấy. Các con nhớ nhé, dấu bé hơn và dấu lớn hơn là ngược chiều với nhau. Và chúng mình đừng nhầm lẫn giữa hai dấu này nhé. Các con hãy bấm nút dừng màn hình và luyện tập viết dấu bé hơn vào trong vở của mình thật nhiều để ghi nhớ cách viết dấu nhé. Bây giờ chúng mình cùng nhau chuyển sang bài tập tiếp theo. Bài tập 2, trang 26, sách giáo khoa. Tìm số thích hợp. Trên màn hình của cô là hình ảnh của một chiếc ô tô với phép so sánh. Các con hãy chọn số thích hợp để điền vào dấu hỏi chấm, được phép so sánh đúng nhé. 3 bé hơn mấy nhỉ? 3 bé hơn 4 hay 3 bé hơn 2? À, số cần điền ở đây phải là số 4. 3 bé hơn 4. Các con dùng thước nối số 4 với ô có dấu hỏi chấm. Chiếc xe tiếp theo có phép so sánh 6 bé hơn hỏi chấm. Các con sẽ chọn số 5 hay số 8 nhỉ? Chính xác, 6 phải bé hơn 8, nên các con hãy nối với số 8 nhé. Chiếc xe cuối cùng có phép so sánh 4 bé hơn hỏi chấm. Các con sẽ chọn số 9 hay số 3 đây? À, đáp án đúng ở đây sẽ phải là số 9. 4 bé hơn 9 các con nhé. Qua bài tập 2 vừa rồi, chúng ta đã được cùng nhau luyện tập thêm về phép so sánh và viết dấu bé hơn. Bây giờ, chúng mình cùng nhau chuyển sang bài tập tiếp theo. Bài 3, trang 27, sách giáo khoa. So sánh. Ở bài tập này, các con thấy có hai nhóm vật. Chúng mình hãy đếm số lượng nhóm vật và viết số thích hợp xuống ô vuông. Sau đó, các con hãy viết dấu so sánh vào ô hình tròn nhé. Chúng mình đã rõ yêu cầu chưa nào? Để giúp các con làm tốt bài tập này, cô sẽ hướng dẫn và làm cho con ví dụ đầu tiên. Ở ví dụ đầu tiên, chúng mình thấy có rất nhiều rau củ quả và được chia thành hai nhóm. Nhóm 1, các con đếm được bao nhiêu nhỉ?
À, ở nhóm 1 chúng mình thấy có 1, 2, 3, 4 củ quả. Các con viết số 4 vào ô vuông phía dưới. Nhóm thứ 2 thì sao nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 củ quả. Các con viết số 5 vào ô vuông phía dưới. Bây giờ chúng mình mới thực hiện so sánh nhé. 4 như thế nào với 5? Chính xác, 4 bé hơn 5, nên các con viết dấu bé hơn vào ô tròn nhé. Các con đã hiểu cách làm chưa nào? Bây giờ, chúng mình hãy bấm nút dừng màn hình và thực hiện làm bài tập 3 vào sách giáo khoa của mình nhé. Các con đã làm xong chưa nhỉ? Bây giờ, chúng mình quan sát lên màn hình và chữa bài với cô nào. Phần tiếp theo, các con thấy có các con vật ở hai nhóm. Chúng mình hãy đếm xem mỗi nhóm có bao nhiêu con vật nào. Nhóm đầu tiên thì có 1, 2, 3 con bọ cánh cam. Các con viết số 3 xuống phía dưới ô vuông. Còn nhóm thứ hai thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6 con cá. Các con viết số 6 vào ô vuông. 3 như thế nào với 6 nhỉ? À, 3 bé hơn 6, các con viết dấu bé hơn vào ô tròn nhé. Ở bức hình tiếp theo, các con hãy đọc thật to phép so sánh đúng nào. Ở đây chúng mình thấy có 3 que kem, các con viết số 3. Nhóm bên này có 4 kẹo, các con viết 4. 3 bé hơn 4, các con viết dấu bé hơn vào ô tròn. Ở bức hình cuối cùng, nhóm đầu tiên có 1, 2 chiếc lá và nhóm thứ hai có 1, 2, 3, 4 chiếc lá. 2 bé hơn 4 nên chúng mình viết dấu bé hơn vào ô tròn nhé. Bài tập 3 không hề khó đúng không nào? Qua bài tập 3 vừa rồi, chúng mình lại một lần nữa củng cố về kiến thức, thực hành đếm và viết phép so sánh phù hợp đấy. Bây giờ chúng mình cùng nhau chuyển sang bài tập tiếp theo. Bài 4, trang 27, sách giáo khoa. Cho mỗi chuồng một xe cỏ, để số dê trong chuồng ít hơn số bó cỏ. Bài tập này giống như là một câu chuyện vậy. Các con đã bao giờ cho dê ăn cỏ chưa? À, nếu chưa bao giờ cho dê ăn cỏ thì bây giờ chúng mình hãy quan sát lên màn hình và trải nghiệm nhé. Các con hãy giúp cô cho mỗi chuồng một xe cỏ và nhớ là số dê trong chuồng phải ít hơn số bó cỏ thì dê mới no được nhé. Để làm tốt bài này, trước hết con hãy đếm xem số lượng bó cỏ ở mỗi nhóm là bao nhiêu và số lượng dê ở mỗi nhóm là bao nhiêu. Ở xe thứ nhất, các con đếm được 3 bó cỏ. Xe thứ hai có 2 bó cỏ. Ở chuồng thứ nhất có một con dê và ở chuồng thứ hai có hai con dê. Bây giờ các con hãy đưa xe cỏ về chuồng dê sao cho số dê ít hơn số bó cỏ nhé. Chúng mình thấy chuồng thứ nhất có một con dê, vậy các con sẽ phải chọn số bó cỏ nhiều hơn một con dê là hai bó cỏ hoặc ba bó cỏ. Cô sẽ đưa chuồng số 1. Cô sẽ đưa xe có 2 bó cỏ này về chuồng số 1. Và xe có 3 bó cỏ về chuồng số 2. Các con thử quan sát lại xem đã đúng chưa nào? Chuồng số 1 có 1 con dê nhưng có 2 bó cỏ. Còn chuồng số 2 có 2 con dê nhưng có 3 bó cỏ. Số bó cỏ đã nhiều hơn số dê trong chuồng rồi đấy. Vậy là các con đã đẩy được đúng xe cỏ về chuồng dê thích hợp rồi. Cô chúc mừng tất cả các con. Qua tiết học ngày hôm nay, chúng ta được cùng nhau thực hành làm phép so sánh bé hơn qua việc đếm và so sánh số lượng các vật. Về nhà, các con hãy thực hành làm thêm các bài tập trong vở bài tập của mình nhé. Tiết học của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con trong những tiết học sau. Cô chào tất cả các con. Cô rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng chúng mình trong những bài giảng ở chương trình Toán lớp 1.
Hôm nay, cô trò chúng mình sẽ tiếp tục tìm hiểu về phép so sánh và tìm hiểu về phép so sánh bằng nhau, làm quen với dấu bằng nhé. Bài 4. So sánh số bằng nhau, dấu bằng, tiết 3. Trước khi vào tiết học, con hãy chuẩn bị sách giáo khoa, vở và bút nhé. Cô mời các con cùng quan sát lên màn hình. Cô đố chúng mình biết trên màn hình cô có gì nào? À, trên màn hình là hai đồ dùng, đó là dụng cụ của những người nông dân đấy. Nhóm thứ nhất là những chiếc xẻng và nhóm thứ hai là những chiếc cuốc. Các con hãy đếm và cho cô biết số lượng xẻng nhiều hơn, ít hơn hay bằng số lượng cuốc nào. Cô đã nhận được rất nhiều câu trả lời đúng từ các con rồi đấy. Trước hết, chúng ta sẽ đếm xem mỗi nhóm có bao nhiêu vật nhé. Ở nhóm thứ nhất, chúng mình thấy có 1, 2, 3, 4 chiếc xẻng, các con viết số 4. Ở nhóm thứ hai có 1, 2, 3, 4 chiếc cuốc, các con viết số 4. Ồ, vậy là chúng mình thấy 4 bằng với 4, số lượng xẻng bằng với số lượng cuốc đúng không nào? Và cô sẽ viết dấu bằng như trên màn hình. 4 bằng 4. Cô có thêm một ví dụ nữa về việc so sánh, các con hãy quan sát lên màn hình nhé. Trên màn hình, cô có hai đồ vật, đó là chuột máy tính và những chiếc máy tính. Con hãy cho cô biết số lượng chuột như thế nào với số lượng máy tính nào? Để so sánh số lượng chuột với số lượng máy tính, trước hết cô sẽ đếm xem mỗi nhóm có bao nhiêu vật nhé. Ở nhóm thứ nhất có 1, 2, 3, 4, 5, có 5 chuột máy tính. Ở nhóm thứ hai 1, 2, 3, 4, 5, có 5 chiếc máy tính. 5 bằng 5 nên số lượng đồ vật ở hai nhóm là bằng nhau đấy. Và cô viết dấu bằng giống như trên màn hình. 5 bằng 5. Qua phần khám phá vừa rồi, chúng ta đã được cùng nhau tìm hiểu về phép so sánh bằng nhau để giúp các con viết tốt dấu bằng và thực hành làm tốt các phép so sánh bằng nhau. Chúng mình cùng nhau vào phần luyện tập nhé. Bài 1 trang 28, sách giáo khoa, tập viết dấu. Với bài tập này, con hãy chuẩn bị cho cô vở và bút nhé. Cô sẽ hướng dẫn các con viết dấu bằng. Dấu bằng được viết bởi 2 nét, có độ rộng bằng 2 ô ly. Nét 1, các con đặt bút trên đường kẻ 3, viết một nét ngang rộng bằng 2 ô ly. Nét 2, các con lia bút xuống đường kẻ 2, viết một nét ngang tương tự, rộng 2 ô ly. Như vậy là chúng ta được dấu bằng rồi đấy. Các con hãy bấm nút dừng màn hình và thực hành viết dấu bằng vào trong vở của mình nhé. Bây giờ, chúng mình cùng nhau chuyển sang bài tập tiếp theo. Bài 2, trang 28, sách giáo khoa, tìm hình thích hợp. Ở bài tập này, chúng mình thấy có 3 cột. Cột thứ nhất và cột thứ hai là số lượng các vật. Cột thứ ba là các phép so sánh tương ứng. Chúng mình hãy đếm và nối các hình thích hợp với nhau và nhớ là hãy được phép so sánh đúng nhé. Cô sẽ làm mẫu cho các con ví dụ đầu tiên. Ở hình thứ nhất có 1, 2, 3, 4 con gà. Vậy ở cột thứ hai hình nào có số lượng là 4 nhỉ? À, chúng mình thấy 1, 2, 3, 4 con vịt. Số lượng gà và số lượng vịt đều là 4 và chúng mình được phép so sánh đúng 4 bằng 4. Các con có thể dùng thước nối hai hình này với nhau nhé. Tương tự như vậy, chúng mình hãy bấm nút dừng màn hình và thực hiện làm bài tập 2 vào trong sách của mình nào. Các con đã làm xong chưa nhỉ? Bây giờ chúng mình quan sát lên màn hình và cùng chữa bài với cô nhé. Hình tiếp theo có 1, 2, 3 bạn nhỏ đang vui chơi. Số lượng ở đây là 3,
Vậy các con sẽ nối với hình nào ở cột thứ hai nhỉ? Chính xác, chúng mình sẽ nối với số lượng các bạn nam. Ở đây cũng là 3 bạn. Dùng thước nối hai hình này với nhau và phép so sánh đúng là 3 bằng 3. Hình tiếp theo, chúng mình đếm được 1, 2, 3, 4, 5 đám mây. Hình đám mây có số lượng là 5, tương ứng với 5 giọt nước ở bên này. Các con nối hai hình này với nhau. 5 bằng 5. Và hình cuối cùng là một chiếc muỗng và một chiếc bát. Các con nối hai hình này với nhau. 1 bằng 1. Qua bài tập vừa rồi, chúng mình được thực hành đếm và so sánh số lượng các vật bằng nhau. Ngoài ra, con cũng thấy được mối liên hệ giữa các đồ vật, con người và các sự vật với nhau đúng không nào? Như chúng mình thấy, gà và vịt đều là những vật nuôi gần gũi đối với con người. Bạn gái và bạn trai đều là những người bạn thân thiết học cùng lớp với nhau. Hay đám mây và những giọt nước. Thìa và muỗng là đồ dùng mà chúng mình thường sử dụng trong các bữa ăn. Các con thấy mối liên hệ giữa các sự vật chưa nào? Bài tập rất thú vị phải không nào? Bây giờ chúng mình cùng nhau chuyển sang bài tập tiếp theo. Bài tập 3, trang 29, sách giáo khoa. Câu nào đúng? A. Số lá màu vàng nhiều hơn số lá màu xanh. B. Số lá màu vàng bằng số lá màu xanh. Các con hãy chọn câu trả lời đúng nhé. Nhưng để chọn được câu trả lời đúng, con hãy quan sát thật kỹ vào bức tranh ở trên màn hình. Đếm cho cô số lượng lá màu vàng là bao nhiêu, số lượng lá màu xanh là bao nhiêu. Trước hết, chúng ta sẽ đếm số lượng lá màu vàng. 1, 2, 3, 4 lá màu vàng. Và có bao nhiêu lá màu xanh nhỉ? 1, 2, 3, 4 lá màu xanh. Chúng mình thấy 4 bằng 4, vậy là số lượng lá màu vàng bằng với số lượng lá màu xanh. Đáp án đúng ở đây phải là đáp án B. Số lá màu vàng bằng số lá màu xanh. Chúng mình cùng nhau chuyển sang bài tập cuối cùng trong tiết học ngày hôm nay. Bài 4, trang 29, sách giáo khoa. Lớn, bé, bằng. Ở bài tập này, các con hãy chọn dấu và viết vào những ô chấm tròn phía dưới để được phép so sánh đúng nhé. Ở hình đầu tiên, 4 như thế nào với 4 nhỉ? À, 4 bằng 4, các con viết dấu bằng vào ô chấm tròn. Hình thứ hai, 5 như thế nào với 7? 5 bé hơn 7, các con viết dấu bé hơn vào ô tròn. Tương tự như vậy, hai hình tiếp theo, các con hãy bấm nút dừng màn hình và thực hành viết dấu thích hợp vào ô chấm tròn nhé. Bây giờ, chúng mình cùng quan sát lên màn hình và chữa bài với cô nào. 6 như thế nào với 8 nhỉ? À, 6 bé hơn 8, các con viết dấu bé hơn vào ô chấm tròn. 3 như thế nào với 3? 3 bằng 3, các con viết dấu bằng. Trong những bức hình ở bài tập 4 này, các số đều là những chấm tròn trên người những con vật. Các con có để ý thấy như vậy không nhỉ? Rồi, bài tập thật là thú vị và một lần nữa các con được ôn tập lại cách so sánh lớn hơn, bé hơn và bằng nhau qua số lượng các vật, đồ vật, con vật. Trong tiết học ngày hôm nay, chúng mình được cùng nhau tìm hiểu về cách so sánh bằng nhau và thực hành viết dấu bằng. Về nhà, các con hãy làm thêm các bài tập trong vở bài tập của mình nhé. Tiết học của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con trong những tiết học sau. Cô chào tất cả các con. Cô rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng chúng mình trong những bài giảng ở chương trình Toán lớp 1. Các tiết học trước, chúng ta được cùng nhau tìm hiểu về kiến thức, so sánh và thực hành viết dấu lớn hơn, bé hơn, bằng nhau. Trong tiết học ngày hôm nay,
chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập về kiến thức này nhé. Bài 4, so sánh số, luyện tập, tiết 4. Trước khi vào tiết học, con hãy chuẩn bị sách giáo khoa, vở và bút nhé. Chúng mình cùng nhau khám phá bài tập đầu tiên. Bài tập 1, trang 30, sách giáo khoa. Lớn, bé, bằng. Ở bài tập này, các con hãy viết dấu lớn, bé, bằng thích hợp vào những ô tròn để được phép so sánh đúng nhé. Các con đã rõ yêu cầu của bài chưa nào? Chúng mình có thể bấm nút dừng màn hình và thực hiện làm thật nhanh bài tập 1 vào trong sách của mình nhé. Rồi, bây giờ chúng mình cùng quan sát lên màn hình và chữa bài với cô nào. Ở hình đầu tiên, chúng mình thấy mỗi bên có 5 chấm tròn. Vậy, 5 như thế nào với 5 nhỉ? À, 5 bằng 5. Vậy các con viết số bằng vào ô trống. Hình thứ hai có 2 nhóm. Nhóm thứ nhất có 3 chấm tròn. Nhóm thứ hai có 5 chấm tròn. 3 như thế nào với 5? Chính xác, 3 bé hơn 5. Các con viết dấu bé hơn. 1 như thế nào với 0 nhỉ? 1 lớn hơn 0. Các con viết dấu lớn hơn. 4 như thế nào với 2? À, 4 lớn hơn 2. Các con viết dấu lớn hơn. Qua bài tập 1, các con được ôn tập lại cách so sánh lớn hơn, bé hơn, bằng nhau. Và các bức hình ở bài tập 1 là hình ảnh của các mặt con xúc xắc đấy. Mỗi mặt thì sẽ có số lượng chấm tròn khác nhau. Nếu bạn nào có con xúc xắc, chúng mình có thể lấy ra và quan sát xem có đúng không nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau chuyển sang bài tập thứ 2. Bài 2, trang 30, sách giáo khoa. Số. Ở bài tập này, chúng mình thấy có một bạn cua rất đáng yêu và rất nhiều bóng nước ở phía trên. Các bóng nước này tạo thành những phép so sánh. Các con hãy chọn các số thích hợp để điền vào những bóng nước có dấu hỏi chấm nhé. Các con đã rõ chưa nào? Rồi, bây giờ chúng mình nhìn này. Ở trên màn hình là hỏi chấm lớn hơn 9. Vậy, số nào lớn hơn 9 nhỉ? Chính xác, số lớn hơn 9 ở đây phải là số 10. Các con viết số 10 vào bóng nước này. 4 bằng hỏi chấm. 4 bằng mấy nhỉ? À, 4 bằng 4. 4 bằng chính nó, nên các con viết số 4 vào bóng nước có dấu hỏi chấm. Thế còn phép so sánh ở phía dưới. Hỏi chấm bé hơn 1. Các con hãy đặt ra câu hỏi, số nào bé hơn 1? Đúng rồi, số bé hơn 1 ở đây là số 0 đấy. Các con viết số 0 vào bóng nước nhé. Và phép so sánh cuối cùng, 2 bằng hỏi chấm. À, 2 bằng 2. Các con viết số 2 vào bóng nước nhé. Ở bài tập này, khác với các bài tập trước, các con có phát hiện ra điểm gì không nhỉ? Đúng rồi, ở các bài tập trước, chúng mình điền dấu, thì ở bài tập này, các con sẽ điền số. Vậy, để làm tốt được bài tập, các con hãy quan sát thật kỹ đó là dấu gì và chọn số thích hợp nhé. Bây giờ, chúng mình cùng nhau chuyển sang bài tập tiếp theo. Bài 3, trang 31, sách giáo khoa. Tàu nào chở nhiều thùng hàng nhất? Ở bài tập này, cô có 3 chiếc tàu. Chiếc tàu A, chiếc tàu B và chiếc tàu C. Mỗi chiếc tàu lại chở những thùng hàng khác nhau. Các con hãy đếm và so sánh rồi cho cô biết tàu nào chở nhiều thùng hàng nhất. Để biết được tàu nào chở nhiều thùng hàng nhất, chúng mình sẽ đi đếm số lượng thùng hàng ở mỗi tàu. Ở tàu A có 1, 2, 3, 4, 5 thùng hàng. Các con viết số 5. Ở tàu B có 1, 2, 3, 4, 5, 6 thùng hàng. Các con viết số 6. Còn ở thùng C thì sao nhỉ? Chúng mình đếm được bao nhiêu thùng hàng? 1,
2, 3, 4 thùng hàng. Các con viết số 4. À, bây giờ chúng mình quan sát lại này và cho cô biết tàu nào chở nhiều thùng hàng nhất đây? Trong 3 số này thì 6 là số lớn nhất, thế nên tàu chở nhiều thùng hàng nhất là tàu B đấy. Tàu B chở nhiều thùng hàng nhất. Bạn nào mà chọn được tàu B là đáp án đúng rồi. Cô chúc mừng các con nhé. Ở bài tập 3 này, chúng mình thực hành so sánh số lượng vật của 3 nhóm khác nhau. Các con lưu ý nhé. Bây giờ, chúng mình cùng nhau chuyển sang bài tập cuối cùng trong tiết học ngày hôm nay. Bài 4, trang 31, sách giáo khoa. Số. Ở bài tập này, con hãy quan sát và cho cô biết con nhìn thấy gì trong bức hình nào. À, ở trong bài tập này có hai loại quả khác nhau đấy. Đó là quả ớt và quả táo. Ngoài ra, các con hãy quan sát thật kỹ màu sắc của hai loại quả này nào. Đúng rồi, có loại quả thì màu xanh, có quả thì màu đỏ và chúng được chia thành các nhóm khác nhau. Các con hãy quan sát thật kỹ và đếm, sau đó viết số thích hợp vào những ô vuông có dấu hỏi chấm để được phép so sánh đúng nhé. Các con đã rõ yêu cầu của bài chưa? Chúng mình có thể bấm nút dừng màn hình và thực hiện làm bài tập 4 vào trong sách của mình. Bây giờ, chúng mình cùng quan sát lên màn hình và chữa bài với cô nhé. Ở phần A, có bao nhiêu quả màu đỏ và bao nhiêu quả màu xanh nhỉ? Chúng mình cùng đếm nhé. 1, 2, 3, 4 quả màu đỏ. Các con viết số 4 vào ô trống. Và mấy quả màu xanh? 1, 2, 3, 4, 5 quả màu xanh. Các con viết số 5 vào ô trống. Chúng mình thực hiện tiếp phép so sánh. Mấy bé hơn mấy nhỉ? À, ở ô trống phía trước này sẽ tương ứng với số quả màu đỏ. Và ở ô trống phía sau tương ứng với số quả màu xanh. Dấu ở đây là dấu bé hơn, vậy các con sẽ viết được phép so sánh 4 bé hơn 5. Chúng mình cùng đến với phần B. Có bao nhiêu quả ớt và bao nhiêu quả táo? Chúng mình sẽ đếm số quả ớt trước. 1, 2, 3, 4, 5 quả ớt. Các con viết số 5. 1, 2, 3, 4 quả táo. Các con viết số 4. Chúng mình thực hiện phép so sánh. Mấy lớn hơn mấy? À, dấu ở đây là dấu lớn hơn. Vậy, ô trống phía trước các con sẽ viết số 5. 5 lớn hơn 4. Vậy là chúng ta đã được những phép so sánh đúng rồi đấy. Bài tập rất thú vị phải không nào? Như vậy, trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta đã được cùng nhau ôn tập lại cách so sánh số lượng các vật lớn hơn, bằng nhau và bé hơn đúng không nào? Về nhà, các con tiếp tục thực hành thêm các bài tập về kiến thức này nhé! Tiết học của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con trong những tiết học sau. Chào tạm biệt các con! Khóa học viện sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.